nước hoa giá rẻ cho nữ sử dụng trong môi trường như kiểu là văn phòng, như kiểu là công sở, hay là kể cả các bạn làm part time hàng ngày, lạ có, quen có. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau xem đó là những lựa chọn nào của mình nha. Mình sẽ sắp xếp các mùi hương theo cái độ tuổi tăng dần, có nghĩa là từ những bạn trẻ mới ra trường cho đến là những bạn bắt đầu đi làm rồi và làm ở môi trường văn phòng công sở một thời gian rồi. Thì cái tên đầu tiên mà mình lựa chọn đây đó là dành cho những bạn nào mới ra trường. Các bạn có thể đi làm ở môi trường văn phòng công sở kiểu đi thực tập ấy, ở các công ty lớn, hoặc là các bạn làm ở các kiểu công việc part time hàng ngày, như kiểu là các bạn làm ở những quán cà phê hay là ở những trung tâm thương mại vân vân. Và cái mùi hương ở đây thì nó phải thể hiện được, thứ nhất đó là độ trẻ trung. Tại vì khi các bạn mới ra trường, các bạn kiểu đi thực tập tầm 18, 19, thậm chí là 20 tuổi này, các bạn đi thực tập này, các bạn cần một cái mùi hương nó toát lên sự trẻ trung. Và làm sao để nó không già dặn và đúng với độ tuổi các bạn, cũng như là cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ này. Rồi mùi hương thì mình lựa chọn đầu tiên đó chính là Karl Lagerfeld phiên bản Fleur de Marie. Mình sẽ để tên ở dưới tại vì mình hơi kém khoảng tiếng Anh nhá. Và mùi hương này thì nó có thiên hướng là kiểu hơi kiểu bánh bèo, kiểu các bạn nữ kiểu chưa có nhiều trải nghiệm nhưng mà cũng rất thích ra để bắt đầu đi làm những công việc kiếm những đồng tiền đầu tiên. Và cái mùi hương ấy, khi các bạn xịt ấy, các bạn vừa mới xịt ra thôi, các bạn nhận thấy một cái combo những cái quả, ví dụ như kiểu nho đen, những cái quả như kiểu quả dâu, quả mâm xôi, nó là một cái mùi hương ngọt. Và cái nét ngọt ở đây ấy, thì nó sẽ khác với những cái nét ngọt đến từ vani, khi mà với mình những cái nét ngọt ở trái cây nó vẫn có phần dịu hơn. Và em này thì sau khoảng tầm 10-15 phút để tăng cường cái mùi hương và cũng khiến cho cái mùi hương trở nên là không bị ngọt quá, dính quá như những mùi như là con Papery For Her, nó có lên mùi dâu nhưng mà bị trên da của mình hay là trên da các bạn nữ khác nó hơi bị ngọt quá. Còn với con Fleur de Moria của nhà Karl Lagerfeld này thì nó thêm một cái nét rất là hay, đó là nét của hoa lan chuông hay gọi là Lily of Valley ấy. Thì cái nét hoa này thì ngoài cái tạo hiệu ứng hoa trắng ra và nó tạo ra cái nét xanh hơi aquatic, nó khiến cho cái mùi hương ở đây trở nên tươi và kiểu ngậm nước. Thì những cái quả ở đây thì nó sẽ có xu hướng ngọt thanh chứ không phải là kiểu ngọt đậm, ngọt sánh, ngọt kiểu dày, kiểu choáng váng. Sự kết hợp từ những loại quả ngọt với cái hoa lan chuông ở đây thì nó cũng không có sự biến chuyển nữa, mà mình thấy rằng là sau tầm nửa tiếng xịt thì mùi hương nó chỉ nhẹ dần mà bám kiểu bền bỉ trên da mà rồi nó sẽ biến mất. Nên là với cá nhân mình ấy, thì mùi hương này nó có một độ lưu hương khoảng tầm 6 đến 7 tiếng và cái độ tỏa hương thì nó tầm nửa cánh tay mới xịt và nó sẽ giảm dần ở trên da. Và mình nghĩ rằng là với những bạn mới ra trường ấy, thì cái độ lưu hương hay là độ tỏa hương của những cái mùi hương là những cái mà các bạn nên cân nhắc. Tại vì các bạn là những người mới, các bạn cũng cần phải học hỏi, cũng như là các bạn lại không muốn cái gì đấy nó quá thể hiện bản thân. Nên là với cá nhân mình thì Fleur Maria là một cái lựa chọn rất là ok dành cho những bạn nữ có xu hướng hơi kiểu bánh bèo một tí, thích những cái mùi quả ngọt, thanh, dịu và sử dụng được để đi làm nhiều, từ văn phòng cho đến kể cả đi làm ở part time hàng ngày kiểu thường xuyên di chuyển. Và đặc biệt là cái bộ sưu tập của nhà Karl Lagerfeld này này, nó có rất nhiều mùi hương và giá của nó rất rẻ. Thế nên là những bạn học sinh, sinh viên không cần phải quá là đau ví khi mà bỏ một số tiền bằng một tháng lương đi làm thêm ở ngoài để mua. Với em này thì mình nghĩ là các bạn đi chạy bàn nhớ thứ, hay là các bạn làm part time nó loanh quanh 2-3 triệu thì các bạn thừa sức có thể mua và có thể mua thêm bộ quần áo hay là kiểu một tí kiểu mỹ phẩm được đấy. Đến với cái tên số 2 thì mình muốn chia sẻ một chút. Đây là một chai nước hoa quốc dân. Và với cá nhân mình, khi mà mình lựa chọn ra kiểu 5 mùi hương hay là 7 hay là 10 mùi hương thì mình luôn luôn tìm đến hai sản phẩm kiểu dễ dàng tìm kiếm ở trên thị trường, có thể là hơi quốc dân một xíu, và hai sản phẩm đến từ những cái thương hiệu lạ và một sản phẩm mà mình ưa thích. Đấy là nếu mà mình chọn 5, 7 thì sẽ chọn nhiều hơn. Và ở vị trí số 4 này, đó là một sản phẩm rất quen thuộc mà mình cũng đã mới review trong thời gian gần đây, đó là Live Blue Forever phiên bản của nữ. Tại sao không phải là Live Blue phiên bản Intense cho nữ mà lại là phiên bản này? Tại vì với cá nhân mình ấy, phiên bản Intense kia thì nhiều khi nó quá là dữ dội và
với cá nhân mình thì mình thấy rằng là cái sự phổ biến của em nó quá là nhiều. Mùa hè thì gần như bạn nữ nào cũng xài Light Blue phiên bản Intense. Nên là nếu như bạn đang tìm một cái gì đó mới mẻ trong mùa hè này thì em này là một cái lựa chọn rất tốt. Và video sẽ chuẩn bị hiện đâu đó ở trên này để các bạn có thể xem kỹ hơn. Mùi cái mùi hương này thì các bạn cần lưu ý một vài điều. Đó là thứ nhất là đây là một cái mùi mà mình nói rằng là trong cái video mình review ấy, mình nói rằng là đây là mùi giống với mùi thạch rau câu cá heo. Và dry down nó lên thêm cái nét của hoa. Và đây là một cái mùi hương cực kỳ năng động, cực kỳ là trẻ trung. Và kiểu đúng các bạn nghĩ kiểu mùi những kia kiểu mùi thạch rau câu cá heo ngày xưa thì những người xịt mùi đấy đều là những cái bạn rất là cởi mở, rất là hòa đồng. Nên là nếu như bạn làm ở trong cái môi trường gọi là thường xuyên các bạn phải hoạt động nhiều, các bạn mặc quần jean, áo phông trắng, đi những đôi sneaker, các bạn không phải mặc những cái đồ như kiểu áo polo hay là các bạn phải mặc những cái đồng phục, thì đây là một cái lựa chọn rất ổn. Ủa? Để các bạn có thể xịt hàng ngày, các bạn thường xuyên di chuyển kiểu chạy tài liệu rồi bê đồ các thứ, thì em này cũng là một trong những cái em có cái xu hướng hơi giống với con Karl Lagerfeld mà mình vừa review. Nhưng mà ở đây thì gọi là trẻ trung hơn, kiểu hiện đại hơn, chứ không kiểu bị bánh bèo như là cái mùi hương của nhà Karl. Với em này là một cái lựa chọn có thể nói rằng là an toàn hơn, dễ tìm hơn. Nhưng mà biết đâu bạn nữ nào thích một cái sự kiểu hơi bánh bèo một xíu thì lựa chọn em kia. Nhưng mà nếu như bạn nào thích một cái mùi an toàn, có nghĩa là gần như là ai ngửi cũng sẽ khoái, thì Light Blue phiên bản Forever là một cái lựa chọn cực kỳ tốt. Vừa rồi cái nắp để mình nhặt cái nắp đã. Đó, nắp này là nắp nhựa thôi. Với cá nhân mình thì độ bám tỏa và độ lưu hương thì con này nó bám hơn, kém hơn phiên bản Intense khi mà ở trên da chắc là khoảng tầm cũng tầm 6 tiếng đến 7 tiếng. Còn độ tỏa hương thì nó tốt hơn em Car kia khi mà tầm nửa cánh tay bền bỉ khá là lâu. Và mùi hương thì thực sự là mình thấy ngửi cái thấy kiểu gần gũi, thấy kiểu đúng một cô nàng rất là cởi mở, rất là hòa đồng. Và sau đây thì sẽ là những mùi hương chuyên trị cho văn phòng, công sở. Các chị em rất là nhiều phong cách khác nhau. Mình đã chuẩn bị ra 3 lựa chọn ở đây để có thể recommend đến các chị em. Ở vị trí số 3 và cũng là cái tên đầu tiên chuyên trị cho văn phòng, đó chính là Zadig Vortal, bản Zrotrop. Thì em này mình đã có một cái phiên bản review cho nam rồi. Và phải nói rằng là mình chả thấy bạn nam nào chê em Zadig Vortal Zit Him cả. Nên là với Zadig Vortal Zit Her này, kể cả phiên bản Zit Rock này bản mới nhá, nhìn nó chai cũng rất là đẹp, trắng muốt luôn. Chai này thì các bạn nên để ý là tại vì nếu như cái tay bạn bẩn ấy, các bạn cầm vào nó sẽ hơi xấu chai. Nhưng mà các bạn có thể lấy khăn ướt các bạn lau đi thì rất là ok nhá. Và cái mùi hương này là một cái combo khá là quen thuộc giữa hoa huệ, hoa trắng và vani. Các bạn sẽ thấy cái mùi hương này rất là quen khi mà các bạn mới xịt ra. Các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái nét gì đấy giống với chai Jean Paul Gaultier Scandal, hay là chai Lancôme La Vie Belle, hay là Jimmy Choo, I Want Choo, một cái nét gì đấy kiểu na ná kiểu như vậy. Và cái mùi hương này thì nó là mùi huệ kết hợp cùng với vani. Nhưng vani ở đây nó rất là đặc biệt, đó là vani ở đây được kiểu là làm như kiểu sữa vậy, sữa ngọt. Thì cái mùi huệ khi mà các bạn mới xịt ra nó lên khá là rõ. Và cái nét ngọt đây thì như kiểu là các bạn đang cầm một bông hoa huệ và các bạn ngửi ở cái đầu bông hoa, xong rồi các bạn quết một tí xuống một cái ly sữa vậy. Và cái độ ngọt, cái độ béo của cái sữa được ngấm lên mùi, ngấm lên cái bông hoa huệ, và nó làm cho bạn trở nên khá là kiểu hiện diện rõ trước tất cả mọi người. Cũng như là đây là một cái mùi hương có thể nói rằng là bạn xịt ý, thì lúc nào bạn cũng có thể ngửi thấy. Và mình thấy rằng là mùi hương này cũng có phần kiểu thể hiện được cái sự cá tính, được muốn được mọi người biết tới. Dry down thì mùi hương nó sẽ nhẹ dần xuống với một chút bay gỗ, nhưng mà yên tâm, gỗ nó không lên rõ, nó chỉ làm cho cái mùi hương trở nên ấm hơn thôi. Và em này thì sử dụng cho môi trường văn phòng ở điều hòa rất rất ổn, độ bám tỏa rất tốt, nhưng mà lưu trên da mình cũng tầm 8 tiếng là thừa sức. Và độ tỏa hương thì lúc nào cũng hiện diện rõ rệt, chứ không phải kiểu đưa tay lên mới ngửi thấy, mà các bạn chỉ cần để xa nha, các bạn cũng có thể ngửi thấy nha. Nếu bạn nào thích những cái mùi hương hiện diện liên tục thì Zrotrop của Zadig Vortal là lựa chọn mà các bạn nên thử. Cứ mải mê review một mùi hương mà không nói về cái phong cách, thì cái mùi hương này nó làm mình liên tưởng tới những cô gái. Những cô gái ở đây nó có phần hơi cổ điển, tại vì cái lối làm mùi kiểu như này thì nó đã xuất hiện khá là lâu rồi. Và cái thứ hai là
cái lựa chọn đây nó khá là an toàn. Tại vì với mình thì lựa chọn giữa Huệ và vani, sữa ngọt như này nó rất là nhiều. Nó là một cái lựa chọn an toàn. Nhưng bạn vẫn là kiểu là một người kiểu đặc biệt. Có nghĩa là trong rất nhiều những cái lựa chọn an toàn thì tôi sẽ là người lựa chọn một cái thứ tinh tế hơn ở trong cái vòng an toàn như vậy. Đây là kiểu một người phụ nữ vẫn đang bị kiểu ngoài công việc ra thì tôi bị áp lực về chồng, về con, về kinh tế, nên là tôi phải lựa chọn những thứ nó ở trong một cái khuôn khổ nhất định. Nhưng mà những bạn nữ ở đây thì có cái xu hướng là lựa chọn tinh tế và khéo léo hơn so với những cái lựa chọn kiểu ở ví dụ kiểu loanh quanh 2 triệu thôi em tìm cho chị mùi nào mà mọi người hay xịt cũng được. Giờ đây không phải là một người như vậy. Đây là kiểu bỏ thời gian ra để tìm kiếm. Ở vị trí số 4 đó là YSL Libre. Thì đây là một cái thiết kế rất rất đẹp. Video review em này thì cũng sắp sửa hiện đây. Nếu như các bạn quan tâm đến em nó thì có thể ấn vào đây để xem nhá. Và với mình, mình nghĩ rằng là cái mùi của YSL Libre này thì khi các bạn xịt ý, các bạn có thể thấy rằng là nó không phù hợp với nhiều dịp, như kiểu là cả từ đi ăn chơi đến đi kiểu tiệc đến đi hẹn hò hay là kiểu xịt hàng ngày, mà nó chỉ tốt nhất khi các bạn xịt ở môi trường văn phòng và các bạn có một cái phong cách đó là một người phụ nữ nó có tuổi. Có nghĩa tuổi ở đây mình nghĩ là không phải là quá già, nhưng mà mình nghĩ là độ tuổi tầm từ 25 đến 27 tuổi. Các bạn có những cái tham vọng, các bạn là những người phụ nữ độc lập, tự chủ về tài chính, các bạn kiểu không bị dựa dẫm quá là nhiều với những người đàn ông, mà cũng không phải kiểu bánh bèo, cũng không phải kiểu nịnh, mà các bạn sẽ có cái xu hướng là những người phụ nữ mặc những cái quần ống rộng này, các bạn đi những đôi guốc cao, các bạn mặc một chiếc áo phông ở trong, hoặc là các bạn mặc một chiếc sơ mi cùng với một chiếc áo vest kiểu nhiều màu, hoặc là một chiếc blazer, các bạn mix các màu với nhau trông rất là hiện đại. Thì đây là một người phụ nữ như vậy, kiểu một chị đại quyền lực ấy, kiểu như thế. Nên là em này thì khi mà mình review thì mình nghĩ tới cái hình ảnh kiểu cô trợ lý, chị trợ lý của anh trong cái phim mà chị Mỹ Tâm đóng. Nhưng mà tất nhiên là chị Mỹ Tâm thì trong cái phim này trông hơi dừ một xíu. Còn những bạn nữ mà mình nghĩ là xịt mùi hương này ở loanh quanh tầm 25 đến 27, 28 tuổi, kiểu chưa muốn lấy chồng, vẫn thích kiểu tự do, tôi kiếm được tiền thì tôi đi chơi, tôi đi du lịch, tôi thích ăn gì tôi ăn, tôi thích sử dụng gì thì tôi sử dụng, thì em này là một cái mùi hương như thế. Và có một cái vài điều mà các bạn cần biết, đó là với em này thì khi các bạn xịt ra thì mới đầu nó sẽ ngửi ra cái mùi lavender cùng với cam chanh, oải hương thì nó sẽ hơi bị hoi hoi một tí, nó sẽ giống với cái mùi gọi là mùi thuốc xịt côn trùng kiểu như vậy. Nhưng mà sau một khoảng tầm 10 đến 15 phút thôi thì mình thấy là mùi hương này mang tới một cái hình ảnh người phụ nữ rất là độc lập như mình vừa nói ở trên, cũng như là mình thấy rằng là ở trong cái video mình review này cũng được rất là nhiều người, các bạn nữ sử dụng, các bạn feedback lại, thì các bạn có thể đọc thêm cái comment đấy, các bạn biết thêm. Và lời khuyên cho những bạn nào đang sử dụng về em Chanel Mademoiselle này, các bạn thấy hơi dừ thì các bạn hoàn toàn có thể đổi sang kiểu này, vẫn giữ được một cái khí chất như vậy, đặc biệt là một cái hình ảnh một người phụ nữ kiểu mỗi khi người đàn ông nhìn tới kiểu người đàn ông không dám tiến lại gần để tiếp cận, tại vì trông bạn quá mạnh mẽ, các bạn quá tự chủ và các bạn quá tự tin, các bạn quá độc lập. Đó, độ bám tỏa của em này thì cũng phải nói rằng là nó cũng khá là ổn, khi mà trên da cũng tầm 7 đến 8 giờ hoặc có thể là hơn, và độ tỏa hương tầm nửa cánh tay và cũng hiện diện khá là rõ. Ở cái tên cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn, và cũng nó có thể là hơi độc lạ một tí như mình nói ở trên ấy, đó chính là Simply Blanc của The Drop. Thì đây là một chai nước hoa, nó là clone của chai nước hoa Tom Ford Solly Blanc, một trong những cái thương hiệu nổi tiếng với cái mùi gọi là mùi tiền hay gọi là mùi rất là sang ấy. Thì em này, nếu như bạn mua chai này và chai The Drop này thì các bạn sẽ thấy rằng là cùng là một nét của Huệ, nhưng mà với cách làm khác nhau thì nó mang tới một cái mùi hương rất khác nhau. Ở đây là mùi Huệ sữa rất là ngọt ngào, còn ở Simply Blanc này thì là mùi Huệ cùng với dừa. Khi các bạn xịt em này ra ấy, các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi của một bông hoa Huệ, một chút phấn, một chút xanh từ những cái lá của những cái bông hoa Huệ rất là rõ rệt, mùi rất chân thật. Và lúc sau thì các bạn nhận thấy mùi của dừa. Mùi dừa ở đây thì nó không phải là cái mùi dừa kiểu sánh đặc, kiểu vùi nát dập
cái bông hoa huệ này xuống, mà nó như kiểu là cái mùi dầu dừa nhẹ vậy, thơm nhẹ mùi dừa thôi. Và nó như kiểu là những cái lọ như này, xong rồi các bạn cầm các bạn xịt lên những cái bông hoa huệ. Và cái dừa đây thì nó là tạo một cái lớp mỏng nước ở trên bông hoa huệ, và nó tạo đến một cái mùi hương mà mình cảm thấy là rất là sáng. Ở đây thì mùi của rớt rốc thì nó hơi có cái xu hướng trầm và đậm, còn ở em này thì mùi rất là sáng, rất là thanh. Và mùi hương này thì nó làm mình liên tưởng tới những cô kiểu nhà có điều kiện này, sang, có tiền, xong rồi một chút kiểu tinh tế. Và cái mùi hương này nếu như mà xịt lên người những bạn nữ ấy, thì mình sẽ nghĩ tới những bạn nữ. Thứ nhất là các bạn nữ ăn mặc không quá là lòe loẹt, các bạn ăn mặc rất đơn giản nhưng mà rất là sành điệu, lựa chọn những cái món đồ đắt tiền, biết cách phối màu với nhau. Và cái kiểu tóc của các bạn ấy sẽ là những kiểu tóc buộc cao, xong rồi các bạn lộ ra những cái cổ trắng rất là dài, một chút xương quai xanh lấp ló sau những cái cổ áo sơ mi ấy. Ôi, kiểu mình xịt em này phát mình có thể hình dung ngay được cái kiểu phụ nữ như thế nào luôn ấy. Ngửi thôi, nghĩ tới thôi là đúng kiểu chị là người có tiền, chị đi làm vì đam mê. Và cái mùi hương này thì nó cũng là một cái mùi hương mà mình nghĩ là anh chàng nào mà ngửi thấy, nếu như mà anh chàng kiểu một nhân viên chẳng hạn, ngửi thấy một cô nào xịt mùi đi ngang qua thì cũng kiểu khó với tới. Nhưng mà đây không phải là khó với tới khi mà cô ấy có rất là nhiều tài, rất là nhiều năng lực, mà đây là một người kiểu phụ nữ kiểu nó không cùng đẳng cấp với người đàn ông đấy, kiểu như vậy. À, có thể là mình review nó hơi quá một tí, nhưng mà thực sự đây là những cái trải nghiệm và những cái hình ảnh mà mình hình dung ra khi mà cái mùi hương này nó ở trên da của người yêu mình, da của mình. Độ tỏa hương của em nó thì cũng tầm nửa cánh tay quay đầu, và độ lưu hương thì nó lại có xu hướng hơi kém hơn so với em Liber hay là kể cả em Rớt Rốc kia. Em này thì tầm 6 đến 7 tiếng thôi. Và mình nghĩ rằng là kiểu một người kiểu có tiền thì cũng không cần phải cần những cái mùi hương nó thể hiện quá làm gì cả. Đôi khi họ lại cũng muốn kiểu ít người biết tới hơn càng tốt. Thì cái việc mà các bạn lựa chọn những cái mùi hương có độ bám tỏa ấy, nó cũng thể hiện một phần nào đó tính cách các bạn. Nếu như các bạn lựa chọn những cái mùi kiểu hiện diện tốt, thể hiện được là sự có mặt của các bạn, thì các bạn lại muốn có một những cái mục đích khác nhau và bạn muốn gây chú ý. Nhưng mà với những cái mùi hương như này thì bạn vẫn thể hiện được là bạn là một cái người có cái sự cá tính, có một cái sự gu mùi riêng, cũng như là mùi hương của bạn thì nó rất là vừa phải để không phải ai cũng có thể dễ dàng ngửi được mùi hương đấy. Và vừa rồi mình đã recommend và review nhanh cho các bạn 5 mùi hương văn phòng dành cho nữ năm 2022. Đây không phải là những cái mùi hương quá là mới, nhưng mà đây sẽ là những cái lựa chọn đặc biệt hơn khiến bạn có thể nổi bật hơn, hoặc bạn có thể là một người có gu riêng hơn so với những cái mùi đang quen thuộc ở trên thị trường, hay là những cái mùi mà đang hiện diện hàng ngày ở văn phòng của các bạn. Và nếu như các bạn thấy video này hay, hay là các bạn đã sử dụng qua những cái mùi hương nào rồi, thì đừng quên việc bình luận, chia sẻ cảm nhận ở phía dưới. Và đừng quên like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.